Nói thêm về cái hai cái dòng máy dầu nữa là dòng máy 178 chuyển hướng này, nó cũng rất là tiện, cũng giống như cái dòng máy xăng nhưng nó cục số thì nó cũng đều thiết kế giống nhau. Đấy. Còn về cái tay côn tay ga thì vẫn đều giống như những cái máy cũ lần trước. Đấy. Cái này có nó có đấy là về cái dòng máy 178 nó thiết kế là nó gọn nhẹ hơn rất nhiều so với cái dòng cũ. Cái trục này này, trục máy 178 ngày trước là trục 32, bây giờ người ta dùng thiết kế dùng trục 23, trục nó rất là gọn nhẹ. Để mà xuống làm việc thì nó cũng do động cơ là rất khỏe cho nên là về cái khả năng công suất làm việc nó rất là đạt hiệu quả rất là cao. Còn có thêm về cái máy 173 không chuyển hướng này, chơi một tí chơi một tí về dòng 173 không chuyển hướng này, nó có một số cải tiến về cái lốp. Em tôi lốp đôi bánh này này, là về cái bánh này nhá, thì lúc mình chạy trên đường nó sẽ có cái chuyển hướng là 90 độ. Đấy. Đấy. Ở cái trục bánh nó có một cái vòng bi để tạo cái chuyển hướng chạy ở trên đường, lúc mình chạy trên đường thì nó sẽ rất là tiện trong lúc quay đầu các thứ. Đấy. Đây là cái vòng bi ở trục bánh này này, cái này nó sẽ làm chuyển hướng cho cái máy này là với góc là 90 độ. Ngoài ra còn thêm một cái nữa là về phần tay côn. Cái tay côn thì nó có hai nấc, bên công ty thiết kế ra hai nấc tay côn, là nấc bên dưới này mình chạy ở trên đường thì mình sẽ bóp cái bên dưới này, nó sẽ rất là tiện hơn và nó cũng là cho chạy trên đường thì mình cũng không phải dùng cái bóp nhiều, không cần phải kéo côn nhiều. Đấy. Còn lúc xuống làm việc mình sẽ bóp cái cần bên trên này, cái tay bên trên này nó sẽ ép cái côn vào và chạy rất là tốt trở trên về lúc làm việc. Nói đôi chút về máy 186 luôn, mình không có mình bên em có mình về cả dòng máy 186 thì nó cũng giống như 178 này, nó giống như cái máy 178 chuyển hướng này, kể cả chuyển hướng và không chuyển hướng. Về cái dòng không chuyển hướng thì toàn bộ trục bánh đều có cái vòng bi như máy 173 cái hết. Nó có góc chuyển hướng là 90 độ. Còn cái dòng máy mà máy 186 mà có chuyển hướng ấy, thì nó cũng như y như cái máy 178 này thôi. Thì cũng giống nhau cả. Nó chỉ khác với cái trục này là nó là trục 32, trục to hơn. Vì cái động cơ 186 nó rất là khỏe, nó tải rất là mạnh cho nên cần phải dùng cái trục to đấy. Vẫn phải dùng dùng trục to.
Đắp nữa đi. Nhẹ phát là nổ. Giới thiệu với bà con đang lấy máy đi chạy thử ở trong Buôn Lương Nghệ An. Đây là một cái bãi đất mà người ta chuyên để trồng ngô. Đây là dòng máy dầu 178 có chuyển hướng. Thank you.